Quý vị và các bạn, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo sẽ góp phần hình thành đội ngũ doanh nhân hùng mạnh. Đối với tỉnh Đắk Lắk, chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bắt đầu triển khai từ năm 2018. Sau 5 năm triển khai, hoạt động này đã tạo sân chơi và cơ hội cho giới trẻ trên địa bàn tỉnh lập những dự án khởi nghiệp có giá trị thực tiễn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện quyết định 844 ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Trong 5 năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức nhiều chương trình ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh, kết nối giao thương, từ đó giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp nâng cao năng lực quản trị, phát triển thương mại. Điều nổi bật sau 5 năm triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là tỉnh Đắk Lắk đã đưa vào hoạt động không gian làm việc chung về khởi nghiệp, ký kết hợp tác chiến lược với Quỹ Khởi nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam SVF, đưa vào vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo. Đồng thời Đắk Lắk cũng đã tổ chức thành công Ngày hội khởi nghiệp năm 2019, 2020, 2022 và 3 cuộc thi khởi nghiệp khởi sự kinh doanh năm 2018, 2020 và 2022. Thông qua các hoạt động này đã cổ vũ, động viên, khơi dậy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tại địa phương. Qua 5 năm thì chúng ta thấy rằng là cái chất lượng của cái khởi nghiệp và cái khởi sự kinh doanh đó thì nó đi vào cái nền tảng và cái lợi thế của địa phương chúng ta. Để từ đó thì tạo ra những giá trị gia tăng cao và cái số lượng và chất lượng nâng lên như thế. Đồng thời là không những là các bạn trẻ tham gia khởi nghiệp, nhưng mà gần như là mọi tầng lớp đều mong muốn khởi nghiệp. Và đây là đúng là cái định hướng của Đảng và Nhà nước, đó là kinh tế tư nhân là động lực cho sự phát triển của đất nước, thì trong đó có tỉnh Đắk Lắk của chúng ta. Qua các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được các ngành, các địa phương triển khai hàng năm, đến nay nhiều start-up trên địa bàn Đắk Lắk đã phát triển cả về quy mô và chất lượng doanh nghiệp. Với sự chú trọng áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất, nhiều sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp đã được tiêu thụ không chỉ thị trường trong tỉnh, trong nước mà còn xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Sau quá trình mà khởi nghiệp thì sản phẩm của em không chỉ là ở trong thị trường trong nước. Trước đây thì mong muốn của công ty chỉ là bán phân phối tại tỉnh Đắk Lắk cũng như là một số cửa hàng nhỏ thôi. Nhưng mà giờ thì hiện tại sản phẩm đã lên được các kệ siêu thị trên toàn quốc cũng như là xuất khẩu được sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Canada. Thì em nghĩ là đây là những cái bước tiến quan trọng của doanh nghiệp trong thời gian qua. Xác định chuyển đổi số giúp tăng năng suất, giảm chi phí và mở ra không gian phát triển mới. Thời gian qua, các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Đắk Lắk đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật và hoạt động sản xuất kinh doanh. Vượt qua những khó khăn ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các start-up đã mạnh dạn chủ động chuyển đổi mô hình quản trị thương mại theo hướng chuyển đổi số. Đây là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới, giúp các start-up Đắk Lắk có sự phát triển bền vững trong tương lai. Với sự chủ động vào cuộc của các ngành địa phương, sự nhiệt huyết đam mê khởi nghiệp của các start-up, đến nay hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk đã từng bước hình thành các mạng lưới liên kết, thúc đẩy dòng chảy của tri thức, của công nghệ trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk. Đây là thời điểm thuận lợi để tỉnh Đắk Lắk tăng tốc, đẩy mạnh liên kết các nguồn lực nhằm tạo ra động lực cho sự phát triển. Hệ sinh thái không chỉ là môi trường mà phải trở thành bệ đỡ cho sự phát triển của các thành phần, là nơi kết nối nguồn cung và nguồn cầu về đổi mới sáng tạo. Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị, các bộ ngành liên quan để tiếp tục hoàn thiện các cái cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam. Và với Đắk Lắk thì chúng tôi cũng mong muốn là đẩy mạnh tập trung các cái nội dung là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đầy đủ tại Đắk Lắk, nhằm đưa Đắk Lắk trở thành tâm điểm thu hút các nguồn lực giải pháp đổi mới sáng tạo không chỉ của vùng Tây Nguyên mà còn từ các nguồn lực ở trong và ngoài nước. Thứ hai là thúc đẩy nâng cao nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu thị trường Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tỉnh Đắk Lắk xác định là một trong những động lực then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế, là chìa khóa để chuyển đổi từ mô hình kinh tế truyền thống sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo. Với việc tạo ra những chính sách cơ chế thuận lợi để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tỉnh Đắk Lắk đang hướng tới mục tiêu xây dựng địa phương trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của khu vực Tây Nguyên.